Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. 600.000 người canh thức với Đức Thánh Cha Francisco tại Panama, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh từ chức. Giáo sứ Ba Làng đem Tết đến với người anh em Hơ Mông, Mường Lát. Nhà nước Trung Quốc nhìn nhận một giám mục hầm trú Tin Panama, 600.000 người canh thức với Đức Thánh Cha Francisco tại Panama. Chiều tối thứ bảy ngày 26 tháng 1 năm 2019, 600.000 người đã canh thức với Đức Thánh Cha tại Metro Park ở Panama. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những mong manh và mâu thuẫn, tin tưởng nơi sức mạnh của tình yêu Chúa và nói như mẹ Maria, xin xảy đến cho con như lời ngài. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papa Mobile để cùng với Đức Tổng Giám Mục Sở Tại Jose Domingo Joa tiến qua các lối đi để chào thăm 600.000 bạn trẻ và các tín hữu địa phương trong bầu không khí rất tưng bừng và nồng nhiệt. Các bạn trẻ vẫy cờ quốc gia của họ và reo hò khi Đức Thánh Cha đi qua. Trong khi đó, ca đoàn và ban nhạc hùng hậu trình diễn các bài ca của những ngày quốc tế giới trẻ từ trước đến nay để nói lên sự liên kết giữa các biến cố quan trọng này, sau cùng là bài ca ngày quốc tế giới trẻ lần này. Như thường lệ, buổi căn thức là một sự nối kết giữa các phần trình diễn, chứng từ huấn dụ của Đức Thánh Cha, chầu mừng Thánh Chúa và kinh nguyện kính Đức Mẹ. Trong bài huấn dụ, diễn giải ý nghĩa chủ đề ngày quốc tế giới trẻ lần này Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy noi gương mẹ Maria qua lời thưa xin vâng. Xin xảy đến cho tôi như lời sứ thần. Đây không phải là một thái độ chấp nhận thụ động hoặc cam chịu, nhưng là lời chấp nhận của người muốn can dự, dấn thân, chấp nhận rủi ro với xác tín mình là người mang một lời hứa. Sự chấp nhận và ước muốn phục vụ mạnh mẽ hơn những nghi ngờ và khó khăn. Đức Thánh Cha dùng nhiều kiểu nói thích ứng với giới trẻ, là những người dẫn thân nhiều trong việc sử dụng các mạng xã hội. Ngài đề cao mẹ Maria là influencer của Thiên Chúa, người của Thiên Chúa có ảnh hưởng lên trên nhân loại và từ đó Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đón nhận cuộc sống như nó xảy ra trong niềm tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha ngắt quãng nhiều lần do những tiếng vỗ tay hưởng ứng của các bạn trẻ. Buổi canh thức khép lại bằng việc thờ lại mình Thánh Chúa và nhận phép lành của Đức Thánh Cha. Tin tổng giáo phận Hà Nội, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh từ chức. Ngày 26 tháng 1 năm 2019, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục hiệu tòa Tinisha Numidia, Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay từ nhỏ, vì hoàn cảnh trong thời gian dài, Ngài không được tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi đã bắt đầu từ tiểu chúng viện. Trong 20 năm trời, Ngài làm nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, Thầy Mân được trở lại chủng viện và được Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng truyền chức linh mục ngày 10 tháng 6 năm 1994 khi đã 51 tuổi. Cha Chu Văn Minh du học Roma trong 5 năm và đầu tiến sĩ thần học năm 2000 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana với luận án tựa đề Đối thoại giữa người công giáo và Phật giáo dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn. Trở về nước, cha Chu Văn Minh làm giáo sư, phó giám đốc, rồi giám đốc Đại chủng viện Hà Nội từ năm 2005 và 3 năm sau, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2008 và thủ phong ngày 5 tây tháng 12 năm 2008 với khẩu hiệu giám mục là Phục vụ trong đức ái. Tin giáo phận Thanh Hóa, giáo xứ Ba Làng đem Tết đến với người anh em Hơ Mông, Mường Lát. Dần về cuối năm, cuộc sống trở nên tất bật vội vã hơn bởi ai cũng tập trung lo cho gia đình mình có một cái Tết cổ truyền vui vẻ và ấm áp. Mặc dù vậy, vẫn có những người luôn trăn trở nghĩ tới cuộc sống của các anh em dân tộc thiểu số. Chương trình Mang Tết Đến Vùng Cao của giáo xứ Ba Làng là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ niềm vui ngày Tết với bà con dân tộc Hờ Mông nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khởi hành từ mờ sáng thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019. Phái đoàn gồm 30 người do cha chánh xứ Ba Làng, Du Xe Trịnh Văn Phiên làm trưởng đoàn. Tham dự chuyến đi còn có hai cha phó, An Tôn Phạm Văn Định và Du Xe Nguyễn Văn Đoàn. Quý nữ tu cộng đoàn mến thánh giá tại Ba Làng, đại diện ban hành giáo và các giáo lý viên. Theo sự hướng dẫn của cha Phao Lô Đinh Tiến Thảo, là người am hiểu địa bàn trong vùng, sau hành trình hơn 300 cây số, đoàn đặt chân đến bản Pa Púa, thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Nơi đây chủ yếu là bà con dân tộc Hơ Mông. Cuộc sống heo hút trên miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa này vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Đời sống đức tin của vùng truyền giáo nơi đây cũng gặp nhiều thử thách gian nan. Đến với bà con Hơ Mông, đoàn đã chuẩn bị 300 xuất quà để trao tặng. Nhưng chuyến đi không chỉ đơn giản là trao quà, ý nghĩa cao cả hơn nhờ ơn Chúa mà người tặng và người nhận được gặp nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống mà con người ít dành sự quan tâm cho nhau. Quả thật, niềm vui gặp gỡ và chia sẻ đã làm tan biến bao mệt nhọc đường xa. Hành trình mang Tết đến cho người nghèo đã kết thúc, nhưng tinh thần liên đới gắn kết anh em con một cha chung thì vẫn là một hành trình kéo dài. Tin giáo hội Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc nhìn nhận một giám mục hầm trú. Hôm 30 tháng 1 năm 2019, hãng tin Asia News đưa tin, nhà nước Trung Quốc đã nhìn nhận một giám mục hầm trú. Buổi lễ đã diễn ra ban sáng cùng ngày tại nhà thờ chính tòa giáo phận Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Đức cha Phaero Cần Lộc Cương được công nhận là giám mục phó giáo phận, phụ giúp đức cha giám mục chính tòa là Du Xe Chu Bảo Ngọc, 98 tuổi, vị giám mục cao niên này đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha hồi năm 2010 và Đức Cha Cần Lộc Cương được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó và thụ phong năm 2007. Nhưng nhà nước Trung Quốc không công nhận và chỉ coi ngài như một linh mục. Buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Nam Dương do Đức Cha Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông, trong tư cách là phó chủ tịch hội đồng các giám mục Trung Quốc chủ sự. Hội đồng này không được tòa thánh công nhận vì thiếu sự hiện diện của các giám mục công giáo thầm lặng. Hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức cha Trương Ngân Lâm, giám mục giáo phận An Dương tỉnh Hà Nam và 250 tín hữu lên mục và nữ tu. một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo